hiện tại bây giờ anh làm công việc gì chính để nuôi gia đình anh hả? Anh làm bốc xếp trên kho phân Úc Nữ, đại lý phân bón doanh nghiệp, đại lý doanh nghiệp tư nhân phân bón Úc Nữ. Là một mình anh lao động chính trong nhà hay còn ai lao động không anh? Anh là lao động chính trong nhà. Năm nay anh nhiêu tuổi rồi Năm 38 tuổi rồi. Nãy giờ em cũng chưa biết được cái tên của anh, anh tên gì em? Anh ở trong giấy tờ tên là Huỳnh Kiên Giang. Đó. Còn anh em ở ngoài là kêu anh là bằng Hoài Hận. Ở nhà cũng kêu bằng anh là Hận, mẹ cũng kêu bằng Hận. Anh có được mấy người con anh? Ba người con, hai đứa trai một đứa gái. Đứa mất đây là con trai lớn. Tới Quỳnh Giang Trường, Quỳnh Bích Dân thì đang đi học lớp 5 chưa về. Nghe tin mà em đứt ruột luôn á, trong thấy tưởng tượng được nổi. Đấy, nói chung là anh cũng không biết rõ thì sao mà con nó đành lòng để bỏ anh. Chứ trời ơi trời, làm cha làm mẹ em nuôi con tới được 16 tuổi, mừng dữ lắm rồi. Nuôi con cỡ đó là cực khổ gian lao dữ lắm. Mà nó không biết suy nghĩ để nó lớn lên, nó mần, nó phụng dưỡng mình. Rồi anh cũng khuyên con hoài, con ơi, con muốn ngoan bạn á thì con phải có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống gia đình mình ổn định, nghề nghiệp con vững chắc đàng hoàng, con có thu nhập đàng hoàng, con quen bạn gái vài năm rồi con mới tìm hiểu, rồi con mới nên nghĩ nên chồng. Chứ con quen bạn và nhiều khi con muốn tặng quà cho con bạn con một món quà, con cũng có tiền đâu mà con tặng. Trong khi đó là cha nuôi mấy ba anh em con muốn chết rồi, nuôi cả nhà mình muốn chết rồi, huống đâu mà tiền chi cho con để con thêm con lo cho tặng bạn bè nữa. Thấy nó cũng lầm thinh, nó không nói gì, nó để từ từ con đi kiếm việc làm, con làm phụ cha. Nói ừ vậy thôi chứ con không có nói gì cho con, nó buồn hết, không có nặng lời nặng Vậy là anh là người cũng giống như là người gần gũi với bé ý nhất. tiếng. Đúng, anh là người trần đuổi nó hàng ngày. Bằng ngày thì dắt giờ anh chưa về, mới về tới thôi. Sáng là 6 giờ anh đi rồi, lúc đó con còn ngủ nữa. Chỉ có dắt tối ba cha con, mấy cha con mới nằm trên vũ giạc đó đó, rồi nói chuyện với nhau. Rồi tâm sự, rồi nói nay bạn này bạn nọ nhắn tin rủ con đi, nói ừ anh nhắm cái điều kiện nó được thì anh cho nó đi chơi, còn không được thì thôi, chứ anh không có ép con cái chuyện gì mà để con nó xấu hổ được. Bé còn đi học không anh? Nghỉ rồi, nghỉ nơi Lúc 2 lúc năm. đó bé anh biết nguyên nhân gì bé tự tử không anh? Phải, nếu mà biết nguyên nhân tự tử là anh đã nói lên rồi. Anh sẽ nói lên hôm rồi bạn trường vô rồi. Bạn trường vô rồi. Nhưng mà theo anh suy nghĩ thì nào, anh có cái nghi ngờ gì không? Anh nghi ngờ là nó buồn bạn gái của nó. Buồn bạn gái nó tự sát rồi. Là trước đó là bé ý có biểu hiện tâm lý gì bất thường không anh? Không, đâu có. Bình thường. Bình thường. Bình thường không có gì hết trơn. Bình thường mà tự nhiên cái nó là gì? Thì anh thấy rõ ràng luôn á, thì nó chỉ ngồi nó nhắn trên điện thoại, nó nói chuyện với bạn gái nó thôi. Chứ ngoài ra là nó không thấy cái chuyện gì mà để đến đổi mà mình để liều bản thân mình. Không có cái gì mà cái sự sự kiện gì mà để liều lên bản thân mình tự sát vậy. Anh không ngờ luôn á. Như đối với anh, thí dụ cha anh với mẹ nó có cự lộn gì cỡ nào cỡ, chứ anh đâu cũng đâu có làm cái hành động mà đi tự sát mình cho mình vậy, đâu có. Anh nhiều biết bao nhiêu chuyện đau thương trên đời mà người ta chưa dùng cái chết để người ta hành động, mà con anh nó quá dại. Em suy nghĩ đúng không? Biết bao nhiêu chuyện đau thương trên đời này mà không lẽ bây giờ mỗi chuyện đau thương mỗi người tự sát sao? Mà cái chuyện đơn giản nhỏ nhặt vậy thôi mà con đi tự sát, mình mày tức tức dữ lắm, tức luôn. Cái thời điểm đó là bé có tự tử và quay hình lại hẳn rồi. Có nhét vô cái bệ dừa, cây dừa nhỏ dưới á, nhét cái điện thoại vô cái kẽ vậy nè, đưa lên ngay chân đó đó.
nhắc cái ghế này nè, ghế đỏ này nè. Ghế đỏ này luôn. Ghế đỏ này luôn anh. Ghế đỏ này nè. Cái nào của bé sử dụng từ từ đó anh. Là anh đấu rồi. Có đốt không? Không có đốt, ba cái mà không biết cái nào nè. Cái nào mà mẹ không nhớ con. Là anh có coi được cái video đó không anh? Có. Có nói lời gì trong chó không mà? Không. Không có nói gì trơn trời. Không có nói gì hết trơn. Không có nói một tiếng nói nào trơn. Tự nhiên mà ngồi em vô tới giờ là em nó đi học. Cột cổng dây đâu rồi á? Cột cổng dây rồi. Lấy cái ghế rồi nè. Rồi nó về nó hỏi anh con đâu rồi nó bắt ngay trận gốc á. Leo lên trọng cổ bước ra ngoài. Chứ không có đạp cái ghế. Hồi nãy em thấy cái gốc ngoài cây đó, cái gốc nó cũng nhỏ đúng không ạ? Gốc cây nó cũng nhỏ. Có bị lớn vậy hả? Mà bé ý thì nó 16 tuổi thì nó cũng lớn rồi. Trời ơi, nằm không nổi á. À. Nó cỡ 60 kg á mà không hiểu lý do tại sao mà nó không gãy nhánh cây đó chứ. Không gãy nhánh cây. Không gãy mà sao? Em nghĩ đi, bây giờ cái cây bê lớn nó thôi yêu cầu anh treo gác xà ngang lên nắm một tay làm cái rớp liền á. Cái cây nó nhỏ thôi. Như cái cây đó thôi. Cỡ đó thôi đó hả? Bự hơn nữa, bự hơn, cái gốc bự hơn chút. Đó. Ừ. À, anh dám đảm bảo em luôn. Cây đó cái gì anh hả? Cây măng cụt. Cây măng cụt nó giòn lắm mà sao? Giòn, bởi vậy mới tức. Ừ. Mà trong khi anh về là thấy cái nhánh nó gãy xuống rồi đó. Mà nó đã chết đó. Ồ. Đó. Ông sao dáng với mọi sao dáng bên này là trời không. Trời ơi, trời ơi, trời. Lúc đó ai phát hiện anh hả? Có em của nó, trường. Trường trường, trường đi học về. Trường sách nữa, chai xì tin đi ra kiếm anh hai, ăn cho anh hai. Đó. Bây giờ trường đi học về tan qua ngồi ở trước cửa chỗ kho phân anh làm á. Đó. Rồi kêu mua chai nước uống. Thôi nó có uống nửa chai, còn nửa chai xách về cho anh con. Đó là anh đưa con về. Anh về tới trên đó đó, trên lộ đó đó. Là anh được để trường đi về. Trường đi về chứ anh đâu có về. Anh phải quay lại công ty làm chứ đâu có về được. Đó, rồi trường về thì hỏi nội đâu. À, rồi nội nói anh hai ngoài clip á. Thì ra ngoài thấy anh hai tự sát ngoài chết rồi. Rồi trường mới la làng lên. Trường mới la làng lên thì chạy kêu cậu Sáu ngoài này hay gì phải không mẹ? Rồi mới qua cậu Út mình phải không? Rồi cậu Út anh mới điện. Chạy trở về đây con tắt hơi luôn rồi, đâu có còn không còn miếng mạch nào hết trơn. Anh bắt mạch tay nè, mạch cổ nè, rồi sờ cái ngực cái con nhịp mạch nào không có luôn. Im du hết trơn. Lúc đó mình có sơ cứu gì không anh? Có. Con đâu có sống, bị thời gian lâu rồi, bị móng tay nó tím. Tay tím khoảng 15-20 phút rồi con. Cậu của mình cũng làm y sĩ nè. Ông vô nói trời, người ta mà tắt thở chừng 2 phút, 1 phút, 2 phút còn cứu là được, đó là người sức khỏe bình thường. Cái tắt thở mà chừng 5 phút, 10 phút là xong. Cậu hai mình ở ngay dốc cầu Đồng Đình nào đó, ông cũng làm y sĩ đó. Tim nó tái là bị chết. Ừ. Anh dẫn em với vợ em vô thắp nhang cho bé được không? Dạ được. Đi lại. Này à. Con anh công tác xã hội vô chia buồn con. Nó đẹp trai cực kỳ luôn á. Rồi anh cưng nó. Tôi nói anh nó thiệt, anh cưng giữ thần cưng lắm. Con trai đầu lòng của anh mà. Con trai đầu lòng đứa mà lần đầu tiên mình cảm nhận được đúng không? Cái đứa bé đầu tiên, đứa con đầu tiên của mình. Không thấy tưởng tượng nổi cho anh thích mình. Nó đẹp trai vậy mà trong lúc nó tuổi lớn nữa mà lại nó làm cái điều nó nông nổi như vậy. Tướng này em nghĩ xin việc đâu không ai không nhận. Quá trời. Mấy cậu mấy chú nó đều ai cũng thương hết trơn. Kêu người này đòi dẫn đi làm, người kia đòi dẫn đi làm đủ chỗ hết trơn. Dạ. Mà chưa có được đâu giờ đâu hết trơn trời. Bé mất cách đây mấy ngày hả? Bữa nay thứ mấy nay? Thứ tư hả? Thứ năm. Thứ tư, thứ năm. Bữa nay thứ năm rồi. Thứ năm vậy là mất rồi, bữa thứ bảy. 11 giờ trưa bữa thứ bảy. Thì mình dự báo thời gian thôi chứ mình không biết là
nó chết là lúc nào nữa. Nhưng mà nhưng trong cái video của nó quay là từ bắt được từ lúc 11 giờ đúng cho tới 11 giờ 15 là quyết là cái video nó kết thúc là dắt 11 giờ 15 là lúc đó cái video kết thúc 11 giờ 15 buổi trưa anh. Buổi trưa rồi thì 11 giờ 15 anh mới trên công ty, anh chạy ra anh đón em trai nó về. Thì anh quay trở lại công ty thì chắc tầm độ 11 giờ rưỡi đổ lại. Đi ở trên Càng Long đây mà, anh chạy xe nhanh lắm. Rồi quay trở lại, mới vừa đậu xe lại thì ở nhà cậu Út điện lên nói về con mày tự tử chết rồi. Trời ơi trời, anh chạy xe hết nổi luôn. Anh vô anh xin quản lý rồi anh điện cho giám đốc công ty. Anh nói quá trời luôn. Người ta cũng thương, anh em ảnh thương anh dữ lắm. Cũng xuống đây trong đêm nó hết trơn luôn, anh em trên công ty xuống hết luôn. Mấy anh tài xế, mấy anh bốc xếp, mấy anh xài lan rồi xuống đầy đủ hết trơn rồi. Ai cũng la trời la đất. Nó nghĩ vậy mà nó làm vậy. Bị mấy anh em trên công ty ai cũng biết nó hết trơn mà. Ai kêu biết này hết trơn á, bị nó học ở đó rồi nó qua đó từ hồi lúc nó còn lúc nhỏ mà tới nó bị lớn vậy thì anh đưa rước hàng ngày rồi trên đó đi học đó. Đưa con qua đó học bên trường Thái Bình rồi anh quay trở lại anh qua đây anh làm. Tới từng con tan thì anh ra trước thì anh đợi, còn con ra trước thì ngồi đợi anh. Cũng như y chang như em nói vậy đây nè. Ngày nào cũng như vậy hết á. Còn bà xã anh thì đi mua ve chai, mua mù ú rìa đập, ôi tùm lum làm đủ công chuyện đang cho anh em nó ăn học mà. Cố gắng dữ lắm luôn để cho nó anh em nó không thua xúc người ta cái chữ cái nghĩa mà nó thì nó không mê học luôn nữa, nó lo nó đi làm muốn nghỉ học đặng đi làm phụ, nhưng mà làm gì con nhỏ vậy yêu cầu nó, nếu mà nó chịu mặn đủ nó sống nó sửa bản thân nó là cũng quý lắm. Và em nó có làm gì không anh? Mới đầu tiên nó đi tới ngoài Nha Trang mẹ, Nha Trang Đà Lạt gì á, nó làm với người con của ông Thứ Út của anh à, làm ngoài lò trứng á, thấy về cái nó về cái anh thấy cấm quá rồi anh bắt ở nhà luôn, không cho đi nữa à, không cho đi nữa rồi anh mới chuyển cho con đi học, kêu nó đi ấy mới sao cái nó đi xin làm đá hoa cương, chứ làm đá hoa cương đâu được nửa tháng vậy, thấy cực quá trời, nắng nó đang thui trên thôi không cho nó làm nữa. Anh nghỉ ở nhà thời gian cái anh kêu đi học sửa xe. Rồi đi học sửa xe anh mới sắm xe cho đi học sửa xe. Anh chạy đi học. Ráng mà mua được chiếc xe 2 triệu, một chiếc xe cũ người ta đó. Cho con đi học nghề. Đó, rồi làm như là nó không thích cái nghề đó rồi nó mới nghỉ. Nó ở nhà luôn, nó không đi đâu đâu. Nó hạn chế đi chơi hơn một lần nữa. Một lần còn đi học sửa xe trời, nó đi ngày đi đêm. Bây giờ nó không đi nữa. Nó ở nhà quấn quýt ở nhà rồi phụ anh cơm nước củi đuốc với bà nội thôi. Dạ. Tính ra là bé nó cũng hiền á, nó đâu có quậy quạng gì đâu. Nó cũng hiền dữ lắm, hiền à, nó hiền. Anh Hoàng. Nó cũng hiền dữ lắm, hiền chứ ở đây vòng ai cũng thương nó hết trơn hết trọi á. Rồi đó giờ gia đình mình có cấm cản cái chuyện mà yêu đương của bé hay gì không anh? Đâu có cấm. Bạn của nó quen bạn gái thì anh cũng nhắc nhở, nói con quen bạn á thì cha cũng không cấm, nhưng mà phải lựa bạn mà mình quen à, chứ con đừng có quen mà rồi dẫn đi chỗ này chỗ nọ tầm bậy tầm bạ là không được, bởi vì con còn nhỏ, anh cũng đâu có cấm con nó quen bạn bè à. Nói chung là anh cũng không có ngăn cản con để quen bạn trai hay bạn gái gì hết. Miễn sao con nó quen vui, nói chuyện vui vẻ bạn bè thôi. Còn chứ con nó có quen nhỏ này, nhỏ đó đó. Cho nên đó, tối là nó nhắc ghế ngồi đây nè. Ghim cái điện thoại lên đây là ngồi bấm tới khuya luôn. Nhắn tin cho bạn gái nó đó. Rồi anh với em nó thì nằm đây. À, cái nó mệt quá nó leo lên giạc nó nằm thì anh cũng nhắc nhở nó vậy. Nhắc nhở nó con ơi còn nhỏ con cũng ráng cố gắng nha con, đừng có bồng bột rồi để xảy ra chuyện không hay nha con.
cha còn nghèo lắm, con cũng chưa có tuổi tác nữa, còn nhỏ xíu à. Còn cái thứ hai nữa là con phải có nghề nghiệp ổn định đâu đó, con mới có quen bạn con được. Con không có nghề nữa, con lấy gì con nuôi vợ nuôi con. Nó dạ dạ con biết. Lúc bé mất tới giờ bé có về đây nhắn nhủ với anh một lời nữa không? Không, anh không có nghe, không ngủ thấy con nhắn nhủ gì hết. Ừ. Rồi anh có khi nào lại bàn thờ tới bàn thờ bé anh nói lời nào dặn con không anh? Có chứ. Nó gian xin con đừng có nói này nói nọ là nó không có. Anh chỉ thương tiếc nó về, anh tức nó anh đốt nhang cho nó. Cha nuôi con từng tuổi này, con thương cha, con đành lòng con bỏ cha con đi. Anh chỉ nói như đó thôi.